Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Migrant. Migrant là danh từ, có nghĩa là người di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đặc biệt là để kiếm việc làm, di dân. Chẳng hạn như Economic Migrant là di dân kinh tế. Migrant xuất phát từ động từ to migrate. Câu chuyện đầu tiên là về những di dân và người tị nạn sang châu Âu mà theo ước tính đến năm 2017 sẽ có khoảng 3 triệu di dân và người tị nạn. The European Commission estimates that some 3 million migrants and refugees are expected to arrive in the European Union by 2017. If integrated into the workforce, the European Commission says these newcomers could boost the EU's economic output. Meanwhile, the United Nations said that migrants and refugees are likely to keep coming to Europe at a rate of up to 5,000 per day this winter. Ủy ban châu Âu cho biết nếu hội nhập vào lực lượng lao động, những người mới đến có thể tăng sản lượng kinh tế của EU. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc nói rằng di dân và người tị nạn có thể sẽ tiếp tục tới châu Âu với tỷ lệ lên đến 5.000 người mỗi ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa đông này. Động từ integrate somebody into something có nghĩa là hội nhập ai vào cái gì. Workforce là lực lượng lao động và economic output là sản lượng kinh tế. Tuần trước tại Mỹ, những nhóm người gốc Mỹ Latin đã biểu tình kêu gọi hệ thống truyền hình NBC hủy lời mời ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn chương trình giải trí nổi tiếng Saturday Night Live. In the United States, protesting Hispanic American groups urged television network NBC to revoke its invitation to Republican presidential hopeful Donald Trump to host the popular entertainment show Saturday Night Live. Trump outraged many in June when he described Mexican migrants as rapists and drug smugglers. In his campaign events, Trump promises that he will, if elected president, build a wall to secure the U.S. border with Mexico and deport millions of immigrants. Ông Trump hồi tháng 6 đã khiến nhiều người phẫn nộ khi ông mô tả người nhập cư Mexico là những kẻ hiếp dâm và buôn lậu ma túy. Trong những sự kiện tranh cử, ông Trump hứa hẹn rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ xây một bức tường bảo vệ biên giới của Mỹ với Mexico và trục xuất hàng triệu người nhập cư. Động từ to revoke có nghĩa là chính thức hủy bỏ cái gì đó khiến nó không còn giá trị. Hopeful, danh từ, có nghĩa là người mong muốn thành công trong việc gì đó. Động từ to outrage có nghĩa là gây phẫn nộ và to deport nghĩa là trục xuất. Cuối cùng, một số ước tính nói rằng số lượng di dân người Cuba đã đi tới Mexico như một cầu nối để tới Mỹ gần gấp 5 lần trong năm qua. Lý do vì sao? Mời bạn theo dõi. Finally, some estimates say the number of Cuban migrants who have traveled to Mexico as a bridge to reach the United States nearly quintupled in the past year. The main reason for the increase is the fear that Washington will end preferential migratory status for Cubans after restoration of relations between the two countries. The entry of Cubans to the United States soared by 78%, a little over 27,000 people, between October 2014 and June 2015. Lý do chính cho sự gia tăng này là nỗi lo sợ rằng Washington sẽ chấm dứt tư cách di cư ưu đãi cho người dân Cuba sau khi khôi phục quan hệ giữa hai nước. Số lượng người dân Cuba sang Mỹ đã tăng 78%, hơn 27.000 người một chút giữa tháng 10 năm 2014 và tháng 6 năm 2015. Động từ quintuple là tăng gấp 5 lần. Preferential migratory status là tư cách di cư ưu đãi và to soar có nghĩa là tăng vọt. Migrate, emigrate, immigrate đều là những động từ diễn tả việc di chuyển từ nơi này tới nơi khác để sinh sống, nhưng có một sự khác biệt quan trọng về ý nghĩa. Emigrate có nghĩa là rời một nơi nào đó để đi đến sống và làm việc ở nơi khác. Emigrate được theo sau bởi giới từ from. Với nghĩa này,
Migrate đồng nghĩa với emigrate. His family emigrated from Vietnam to the U.S. in the 1980s and eventually settled in Alabama, where they joined the fishing industry. Immigrate có nghĩa là đến sống vĩnh viễn ở một nước nào đó sau khi đã rời khỏi nước của mình. Immigrate được theo sau bởi giới từ to. Skilled workers like engineers and doctors immigrate to countries where they are paid higher and working conditions are better. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.